Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay lại trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel quý vị. Thì theo quý vị thì em cũng muốn chia sẻ cho quý vị là một số cái thông tin buổi chiều ngày hôm nay quý vị, là liên quan đến là tiến sĩ Đặng Anh Quân quý vị. Thì quý vị có biết là trong hổm gài đó, là trong những cái buổi livestream của cô CEO Nguyễn Phương Hằng đó quý vị, thì có mời là tiến sĩ Đặng Anh Quân đó là cùng livestream và phát biểu những một số là cái tin tức chung với nhau đó. Thì bây giờ thì quý vị, là tiến sĩ Đặng Anh Quân là bị một cái nhà báo là trường đó là đã nói là kiện là anh tiến sĩ Đặng Anh Quân này quý vị đó, là cũng là nhưng mà cái nhà báo này là kiện nhưng mà không thành công quý vị, là đã được hướng chính lại là anh Đặng Anh Quân là không vượt qua cái giới hạn là của nhà giáo đó, là chỉ nói là trong những cái lĩnh vực đúng thôi quý vị, không có vượt qua cái giới hạn của mình đó, nên cái bài báo này là không có tác dụng gì tới, không có được phản ánh là tới anh Đặng Anh Quân đó. Thì quý vị là có coi như cái buổi live stream của cô CEO Nguyễn Phương Hằng là có liên quan tới là anh Đặng Anh Quân đúng không đó. Thì là trong mới ngày hôm qua đó, chú Huỳnh Duy Dũng với là anh Đặng Anh Quân với cô CEO Nguyễn Phương Hằng là cùng có live stream phát trực tiếp đó, là có tiến sĩ Đặng Anh Quân là có nhắc đến là đại biểu quốc hội là sẽ có vô thăm năm cái tỉnh đó, trong đó là có cái tỉnh là thành phố Hồ Chí Minh luôn nha quý vị đó. Thì quý vị biết là cái vụ việc là tại sao là đại biểu quốc hội là sẽ ghé thăm đó là năm cái tỉnh này như vậy. Thì cái là ghé thăm á, thì cũng là liên quan tới cái vụ mà của cô CEO Nguyễn Phương Hằng thôi quý vị đó, tại vì có rất là nhiều lá đơn đó, rồi rất là nhiều lá đơn kiện đó, kiện cô CEO Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà cô không biết hoặc là những cái bài báo đăng ra là sai sự thật đó, nhưng bây giờ thì bắt buộc đại biểu quốc hội á, thì sẽ phải vào cuộc để điều tra những cái vụ việc là để làm rõ, để sáng tỏ, để lấy lại cái sự công bằng cho cô CEO Nguyễn Phương Hằng đó. Thì cái câu chuyện này nó rất là lùm xùm quý vị, nó rất là nhiều cái nguyên nhân đó, nó rất là nhiều cái thành phần mà đã có thể là nói chung là rất có thể là đã nhúng tay vào cái một cái thành phố như vậy quý vị đó. Thì theo quý vị đó, thì tại sao mà chú Huỳnh Duy Dũng á, vừa mới nằm mơ cái giấc mơ mà sao kê như vậy thôi đó, là anh Đặng là cái đại biểu quốc hội này là tự nhiên nó vào cuộc là tới năm cái tỉnh thành đó, thì nó sẽ có cái khúc mắc, nó rất là nhiều chuyện ở trong đây quý vị, nó trùng hợp đến như vậy đó. Thì quý vị thì sẽ thì tại vì có những cái bài báo mà vu khống và xuyên tạc thế thì hoặc là gì đó, thì bắt buộc thì đại biểu quốc hội người ta phải vào cuộc để điều tra, để làm rõ thôi quý vị đúng không quý vị đó. Thì bây giờ thì em cũng xin nhắc lại cái vụ mà cái chuyến đi á, mà anh em YouTube và cô CEO Nguyễn Phương Hằng á đi ra Hà Nội á, đó, để gặp bắt trọng nè đó, những người lãnh đạo ở ngoài đó nó rất là nổi tiếng ở ngoài đó đó. Thì quý vị nghĩ đi, những cái lúc mà anh em YouTube á, và cô CEO Nguyễn Phương Hằng đi á, thì ở đây thì nó tung ra những cái bài báo á, thì rất là bức xúc nó, hoặc là những cái bọn lương đó quý vị đó, thì đi tung tin đồn á, là đi đâu cũng không có ai tiếp đó, hoặc là không gặp được những người lãnh đạo cấp cao. Ồ, quý vị nghĩ đi đó, mà cô CEO Nguyễn Phương Hằng á, không gặp được cái gì quý vị đó, đi ra tới ngoài đó, đó thì về đây đó, thì cô rất là mạnh miệng rồi nói là không có sợ, bất không phải là không sợ quý vị, rất là mạnh miệng đó, rồi về nói cái việc nào ra việc đó rõ ràng đó, làm lớn chuyện lên đó, thì cái những cái việc sai cô sẽ làm lớn lên đó. Thì nghĩ quý vị nghĩ đi, là cô CEO Nguyễn Phương Hằng thì sẽ có gặp được các lãnh đạo cấp cao hay không, và các lãnh đạo cấp cao ở người ta có chính thức vào Nam này để tiêu diệt những cái bọn lương hoặc là những cái bọn gừng sĩ hoặc là sâu bọ gì đó quý vị đó, thì quý vị nghĩ thì có hay không đó. Thì trong một thời gian sắp tới thì chắc chắn là sẽ bắt trọng hoặc là những lãnh đạo cấp cao mời bắt á, người ta sẽ vào đây đó, thì để diệt những cái bọn lương này nè quý vị, chứ hoặc là bọn gừng sĩ nè đó, chứ bây giờ quý vị nghĩ thấy cái mọi chuyện nó càng ngày nó càng tệ hại rồi quý vị, nó rất là nhiều mâu thuẫn với nhau đó. Thì
nội bộ thì nó lục đục đó, người dân thì nó người dân người ta không có còn muốn tin tưởng nữa, với việc nó nói là chuyện gành gành trước mắt như vậy đó là mà pháp luật còn không giải quyết được nữa, nó không có điều tra, không có gì làm rõ hết trơn, nó để cho những người dân đó, người ta hoang mang. Cái những cái bọn rừng sĩ này giữ tiền từ thiện thì 6 7 tháng trời cũng quy qua là vô tội, rồi một số tiền rất là lớn mấy trăm tỷ rồi đi sao kê ra thì trong một tờ giấy A4 á, thì nó cũng rất là đơn giản rồi, rồi cho nó cũng như là muốn làm cho nó qua chuyện hay gì đó quý vị đó, rồi rất là nhiều, rồi anh Đờm, rồi anh Đờm Vĩnh Biệt, rồi anh Trắng Lột, những cái vụ số tiền á, thì không biết đi đâu rồi về đâu, không có dẫn chứng nào mà rõ ràng những cái số tiền đó ở đâu hết quý vị đó, thì theo quý vị tính đi, nghĩ đi đó, thì những cái số tiền đó người dân á, người ta những đồng bào người dân Việt Nam ở ngoài nước và ở trong nước người ta ủng hộ, người ta quyên góp á, thì bây giờ những cái số tiền đó không có được sao kê minh bạch, chỉ được qua lo là nói là cho những bọn gừng sĩ này là vô tội đó, rồi những làm như vậy á, thì người dân người ta phẫn nộ không quý vị đó, người dân người ta bức xúc đó, người ta phẫn nộ thì bắt buộc á, thì bắt trọng phải vào, hoặc là những lãnh đạo cấp cao ở ngoài Hà Nội á, ngoài Bắc á, sẽ vào cuộc để điều tra và làm rõ đó, chứ không thể nào mà cứ để như vậy cho nó qua chuyện, rồi những cái đơn mà tố cáo cô Sô Nguyễn Phương Hằng á, từ đâu đến đó, mà từ đâu ra đó, lại là những cái nhà báo á, là đưa tin á, là nói là vu khống cho cô rất là nhiều đó, và cô phải chịu đựng trong cái hoạt các cái drama này rất là nhiều rồi đó, cô vì ai đó, thì cô quý vị nghĩ đi, cô Sô Nguyễn Phương Hằng là vì ai, vì tất cả người dân đó, vì nhân dân đó, vì tất cả các trẻ em đó, cô cũng là một doanh nghiệp, cũng là một người, thí dụ như cô Sô Nguyễn Phương Hằng đó không có vào cái drama này đó, thì quý vị nghĩ đi thì mọi chuyện nó là sẽ như thế nào đó, những cái số tiền đó thì không là biết chừng nào mà mới giao ra, cũng như anh thời vụ anh hờ lờ đi đó, nếu mà cô không vào cuộc đó, thì mười mấy tỷ á, rồi chừng nào mới lòi ra quý vị, rồi chừng nào mà mới đi ấy, mới đi mà cứu trợ cho người dân, hay là để đó hoài luôn quý vị, nó giam nó hoài luôn, chừng nào lâu thì là lâu rồi không ai nhớ rồi xài luôn cái số tiền đó sao quý vị, đúng không quý vị đó. Rồi còn thí dụ như cô Thủy Tề gì đi, rồi cô không, nếu mà không có cô CEO Nguyễn Phương Hằng á, thì mà sao kê thì cũng sao kê trong một cái tờ giấy A4 rất là nhỏ nhoi đó, thì quý vị nghĩ thì làm sao quý vị làm như vậy đó, mà lôi ra, cô đã lôi ra hết trơn những tất cả cái bằng chứng rồi, những cái mà liên quan về những cái bọn rừng sĩ đó đó, mà cũng không biết tại sao á, lại là công an đã vào cuộc luôn quý vị đó, công an vào cuộc đó thì kết cuộc thì cũng rất là phũ phàng thôi quý vị, là tuyên bố là cho tất cả mọi người á, là không có dính dáng gì tới những cái việc mà ăn chặn từ thiện đó, thì không không có dính dáng tới ăn chặn từ thiện đó, đó thì bây giờ đó thì còn đi kiện ngược lại nữa đó, còn các cái một số bọn mà lương đó, hoặc là nhà báo đó, thì nó thì cũng còn đi kiện ngược lại cô Sô Nguyễn Phương Hằng đó, mà kiện thì viết những cái bài báo bôi xấu đó, bôi xấu nhục mại đó, rồi quý vị nghĩ đi, những cái con người này đó, rồi những cái bọn nhà báo này, những cái bọn lương này đó, làm như thế nào quý vị, rất là nhục nhã quý vị, thì bắt buộc thì những lãnh đạo cấp cao người ta phải vào cuộc thôi quý vị, để tống những cái bọn mà lương hoặc là bọn gừng sĩ hoặc là bọn sâu bọ này á, tống bớt vô đi quý vị, để một bắt được một hai người đi, làm một hai người, một hành động một hai người á, người ta mới mấy người đó mới sợ đi quý vị, chứ mà nói miệng như vậy nè, không biết rồi bọn đó, nó nhởn nhơ đó quý vị, nó coi thuốc ra gì chứ, thích làm gì làm, thích nói gì nói, nó hay lắm, không sợ ai hết trơn quý vị. Biết rồi, giờ tất chắc là sẽ có một người đứng ở phía sau rồi quý vị, tại vì phải có một người đứng ở phía sau á để làm những cái vấn đề này, để tiêu khiển những bọn người này đó, thì quý vị nghĩ đi, những lời chia sẻ của em như thế nào đó, thì thôi thì em cũng chia sẻ cho quý vị là cũng tới đây thôi, tại vì em cũng bức xúc quá quý vị, coi hôm gài viết rồi xem những cái bài báo rồi những cái livestream viết em cũng thấy bức xúc quá, em cũng chia sẻ cho quý vị là tới đây thôi. Thì thôi quý vị nhớ xem kênh và đăng ký kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel nha quý vị. Đó, quý vị nhớ đăng ký để cho kênh của em có độ tương tác hơn nha quý vị. Chứ kênh bây giờ nó
mất đề xuất, mất tương tác quý vị, rất ít ai xem. Quý vị xem kênh và đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn quý vị. Quý vị nhớ comment ở bên dưới để em được trả lời cho quý vị những thắc mắc gì nha quý vị. Thôi bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin chào, bye bye quý vị, bye bye.